Chào cả nhà, hôm nay đã trở lại kênh của Helen. Thì Helen sẽ chia sẻ món ăn cơm hàng ngày rất là ngon nha cả nhà. Đó là canh chua lương, cá chạch với lương kho sả. Thì đây, Helen sẽ giới thiệu cái công thức để mình làm nha. Đây, thì đây khoảng là 300 g cá với lương, Helen làm xong sạch sẽ. Hay mình sẽ bỏ vô đây 1 muỗng rưỡi cà phê bột cà no. Ở đây mình bỏ 1 muỗng cà phê bột ngọt. Hay mình sẽ bỏ 1 muỗng ăn canh đường cát. Vanh sả hay mình bấm sẵn rồi, hay mình để vô khoảng 2 muỗng ăn canh. Tại Helen nấu hàng ngày, Helen quen cái công thức tự mình làm, mình không phải lường. Còn đây là khoảng 2 muỗng ăn canh nước mắm. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Mình ướp khoảng 15 phút tới 20 phút. Để mình nếu trộn đều đi nha cả nhà. Mình kho bằng nước mắm nó ngon hơn, nên là mình kho bằng muối. Nếu ai thích muối thì để thêm 1 muỗng cà phê nữa cho nó đậm đà. Hay là kho nước mắm nó ngon hơn. Mình dùng hơn nửa muỗng ăn canh mà nước màu nhà hay mình thắng luôn, hay là không có mua tại vì nước màu thắng nó ngon hơn. Đó. Nhà trộn đều lên hết rồi cho nó thấm, rồi chút xíu mình sẽ làm công thức kho nha. Đây còn lương thì mình nấu canh chua, hay mình đổ khoảng 1,5 lít nước. Đây mình có lương, mình để lương vô trước nha cả nhà, đừng có để sôi để vô thì lương nó không có ngon. Mình đó, lương này còn cái khúc mình nó khoảng 300 g thì hay là nấu 1,5 lít nước để nấu canh chua. Thì cá hay là ướp sẵn hết rồi, cũng được 20 phút rồi. Bây giờ Helen sẽ bắt cái chảo lên, cái con nhỏ. Mình để 1,5 muỗng ăn canh dầu vô, rồi mình để sả vô, mình cháy chút xíu cho nó thơm thôi, đừng có vàng quá cũng được nữa. Đó. Đây, cái nồi canh của thầy mình nó đã sôi tim lên rồi. Đó. Lương nó cũng đã hơi 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 chín chín rồi. Nhớ cả nhà mình không có cần mà phải vàng sả đâu, cho nó thơm 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 là được rồi. Bây giờ hai mình sẽ để cá vô nha. Sôi lên chút xíu rồi mình sẽ trộn lên. Đây, lương của hai lần chín rồi. Mình vớt bột nha. Đó. Mình vớt bột cho sạch cái bột. Để cái bột này dơ á, nhìn canh nó không có ngon nha cả nhà. Lương vàng ngon dễ sợ luôn cả nhà ơi. Cái này hai lần mua từ bên Việt Nam xách qua nè, đóng thùng gửi qua. Đó. Rồi.
Rồi, hồi nãy Helen có nêm một muỗng cà phê muối vô đây rồi. Thì Helen sẽ cho 3 muỗng me. Ở bên đây Helen xài bột me không à. Thì có me trái thì cũng được. Bột me cũng được. Cái nào cũng như nhau. Thì Helen sẽ cho vô đây một muỗng ăn canh đường, 2 muỗng ăn canh đường, 3 muỗng ăn canh đường. Đó. 1 muỗng cà phê bột ngọt. Helen sẽ chậm lên cho nó sôi, cho nó gia vị vô hết rồi nè. Mình để phấn vô. Để 2 muỗng bột cà phê cano nữa nha cả nhà. Đây là Helen sẽ cho khóm vô. Chậm khi nào mà nước khóm á nó ra chất khóm nó mới có chất ngọt. Canh chua rất là khó nấu nha cả nhà. Nếu mà hồi xưa cha mẹ mình nói là ai mà nấu được nồi canh chua mới làm dâu được đó. Canh chua thấy vậy chứ rất là khó nấu. Nhưng mà Helen nấu thì bạn bè nói rất là ngon. Giờ mình chậm lên cho nó sôi. Rồi cá của Helen nó săn rồi. Thì bây giờ mình cho khoảng 1/2 chén nước dừa vô. Đó. Rồi Helen sẽ dặn lửa lên cho nó sôi. Rồi chậm khi nào mà nó sắc xuống thì là được. Đó. Đây thì canh chua của Helen đang sôi. Rồi cá cũng đang sôi. Đó, thấy ngon kìa nè. Mình chờ cho nó cạn xuống. Rồi mình để rắc tiêu với lại ớt lên trên. Mình phải kho tại vì cho nó thấm cá với lại lương. Đây thì một cái bí quyết nữa là Helen sẽ nói cho cả nhà biết, khi mình nấu canh chua mình nêm nếm mình phải để một chút ngò gai với ớt trước khi mình để nồi vô sau cuối cùng. Đây là cái bí quyết để nấu canh chua, mình để vô như vậy thì mình mới nêm được. Còn mình để sau khi thì mình khó nêm lắm. Mình để như vậy nè. Đó, rồi mình sẽ nêm thử coi cái nó vừa cái gì. Nếu mà nó thiếu cái gì thì mình để vô thêm. Đây là cái bí quyết của Helen nấu canh chua. Rất là ngon nha cả nhà. Cả nhà nấu theo Helen đi. Đây nha cả nhà. Nồi kho. Mình để ớt. Đây, Helen nấu canh chua. Helen nấu gồm có đậu bắp, cần tàu, cà, khóm, rau thơm. Đó. Tại Helen có gì Helen nấu nấy. Tại mùa này dịch đó mình không có ra ngoài được mua rau cải đâu nha cả nhà. Thì nấu cái này cũng ngon lắm. Đây, thì Helen nó nêm nếm xong rồi thì nó hơi thiếu một chút xíu. Helen để thêm nửa muỗng ăn canh nước mắm nữa nha cả nhà. Đó, thì canh chua mình nêm hơi đậm đà một chút thì mình để rau với lại đậu bắp với giá rồi vô thì nó sẽ vừa. Còn mà nếu mà nêm lạt quá thì nó không có ra nồi canh chua. Đó, Helen đã nêm nếm lại. Vô ăn rồi đó cả nhà ơi. Helen để thêm một nửa muỗng ăn canh nước mắm. Nửa muỗng ăn canh đường nữa. Là cái nồi canh của Helen nó đã vừa rồi. Thì bây giờ Helen cho sôi lên nha. Helen sẽ để vô, mình để đậu bắp trước. Khi nào mà đậu bắp nó vừa chín tới thì mình để cà với lại cần đồ vô là vừa ăn đó.
đi, nồi canh chua luôn hay là nấu xong rồi nha cả nhà, ngon lắm, ương vàng ương luôn. Đó, mình nêm nếm công thức vậy là vừa ăn đó, ương ngon ghê chưa. Đó, bỏ chua đỏ hết rồi mình cắt nha, để nó chín quá không có ngon. Rồi cả nhà ơi, Helen mời cả nhà ăn cơm đây, ương kho sả, ớt, canh chua lương đó, ngon không cả nhà? Cả nhà nấu nấu theo công thức của Helen đi, rất là ngon. Đây là món Helen thích nhất của người miền Tây. Cảm ơn cả nhà theo dõi video clip của Helen nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ và cầu cho tất cả thế giới được bình an qua cơn dịch này, để mọi người trở lại có công việc bình thường. Helen cũng rất là mong đi làm lại, ở nhà buồn quá cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà đã xem video clip của Helen nha. Nhớ chia sẻ và subscribe cho Helen để có động lực làm cho tất cả mọi người món ăn ngon. Cảm ơn cả nhà. Bye cả nhà nha.